sao tiếng cha kêu mời trở nên tông đồ ơn gọi phục thành. Ngài đã chọn con ra đi đến những miền xa, chăm lo hết thảy muôn người và truyền rao tin mừng của Chúa. Ngài đã chọn con vẫn luôn phó dâng hồn con. Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa mùa gần, ban cho có nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân. Bước theo vượt muôn chông gai, con đây chỉ là phần hèn, nào đâu xưng là tông đồ. Hiền rằng này đây đời con, xin rằng cả chính mang sống, xin dâng hết thảy tâm tình và để Chúa biến thành lễ tế. Ngài đã chọn con vẫn luôn phó dâng hồn con. Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa mùa gần, ban cho có nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân. Lòng phục vụ tha nhân.